Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội đàm với Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 15 tháng 5 tại Lào Cai. Đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau tại biên giới. Cuộc tiếp xúc cấp cao này trên khu vực biên giới gửi đến nhân dân hai nước Việt Nam Trung Quốc tín hiệu tích cực. Quân đội hai nước tăng cường hợp tác biên giới, thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn bày tỏ vui mừng gặp lại Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tại khu vực biên giới và đồng chủ trì giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung lần này. Cũng trong chiều 15 tháng 5, Thường tướng Nguyễn Chí Bình, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thường tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cùng chủ trì cuộc tọa đàm hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Trung năm 2015. Thương tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy toàn diện quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước, đảm bảo quân đội hai nước phải luôn là lực lượng nồng cốt giữ gìn môi trường hòa bình, đặc biệt tại khu vực biên giới, góp phần ổn định, tạo điều kiện cho nhân dân hai nước phát triển kinh tế văn hóa, tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc.